dịch vụ bạn ấy mới trải nghiệm được có 10 ngày thôi nhé các bạn nhé. Trộm vía rất là xinh và thực sự khi mà nhìn hình ảnh của em thì rất ít người có thể đoán được là mũi của em mới 10 ngày rồi. Linh Anh có thể giới thiệu lại một chút về thông tin bản thân của mình với mọi người được biết không? Em tên Linh, em ở bên Úc mới về. Dạ em năm nay mới em sinh 2K3 và em 20 tuổi. Dạ vâng. Linh đang sinh sống ở cái cửa bên Đức, ở bên Úc luôn hả em? Dạ vâng đúng rồi. Lần này về Việt Nam có về được không? Dạ em cũng về được 2 tháng rồi. Dạ. 2 tháng. Và mình cũng sắp quay trở lại đấy. Dạ vâng đúng rồi. Vậy thì khi mà ở một đất nước khá là xa Việt Nam như vậy thì không biết là em đã tìm hiểu về cái dịch vụ nâng mũi cũng như là tìm hiểu về thẩm mỹ dưỡng lông là qua đâu vậy? Em là đã qua 2 người bạn làm ở đây rồi. Và em thấy ok là em quyết định về đây làm luôn. Dạ. Các bạn của em là đã từng sử dụng dịch vụ gì tại thẩm mỹ dưỡng lông? Dạ, cả hai bạn ấy đều nâng mũi nhưng một bạn là thêm cả độn cằm nữa. Dạ vâng. Thì em thấy là mũi ok, rất ổn. Các bạn ấy làm lâu chưa? Dạ cũng mới năm ngoái thôi. Thế từ những người bạn của mình thì em có tìm hiểu về thẩm mỹ dưỡng lông qua đâu không? Dạ có qua cả TikTok nữa, rồi cả trên Facebook. Dạ vâng. Thế mà khi mà xem những cái video như thế thì em có thấy thích đủ điều gì không? Dạ có, dạ em thấy bên bác thì cái dịch vụ làm mí ấy, với cả làm mũi thì nó rất là ok, rất là ổn. Em thì hiện tại em cũng muốn làm cả mí nhưng hiện tại em thấy làm mũi trước đã. Sau khi đợi nó ổn định em bị mặt em chẳng lên đến không, không lên. Dạ. Chỉ có Linh thôi. Sao ai em lên gì? Ôi giời, có cái gì đâu mà không sợ. Thì trước đó cái tình trạng mũi của em như thế nào? Chính thế, em chẳng nói gì. Mũi của em thì nó bị cái phần này nó cái không rõ với cả cái phần không nó cũng đưa nhiều không đúng dạ. Chịu sao không nó cái người mình thế trong nhà của mình thì mũi là giống ai nhất hả? Giống ba dạ. Giống ba nhiều hơn hả? Nhưng mà tiếc là ba cũng vẫn đang ở nước ngoài rồi. Dạ vâng đúng rồi ạ. Nhưng mà sau mỗi lần xong thì mình có gọi điện thì cái gì đấy ba phải chiếc mũi mới chưa? Dạ em có. Ba mẹ có nhận xét gì về chiếc mũi mới không? Thì ba mẹ em đều rất là ok, rất thích. Chỉ là hiện tại mới làm xong ấy thì cái phần này nó hơi còn đang sưng nè, nên là em sẽ đợi tầm 3 đến 6 tháng nữa cho nó gọn. Và theo như chị nhờ vớ là cách đây khoảng 10 ngày thì em có đến đây để trải nghiệm các dịch vụ làm đẹp và còn có hai người bác của mình nữa đúng không? Dạ vâng. Ngay sau khi mà vừa mới làm xong thì hai bác có nhìn thấy dáng mũi mới của em luôn rồi đúng không? Dạ có. Lúc đấy hai bác có nhận xét gì? Hai bác thì đều rất là ok, chỉ là lúc đấy tại vì mới làm xong ấy chị, nó còn sưng ấy, thì hai bác chỉ sợ là phần này nó sẽ bị to hơn. Còn lại dáng mũi độ cao thì rất là ok rồi, em không có gì để nói thêm về cái dáng mũi. Dạ. Rất là trộm vía đúng không? Thực sự là khi mà gặp em mặc dù mới có 10 ngày thôi, chiếc mũi của em mới được có 10 ngày tuổi, nhưng mà trộm vía là kể cả em có cắt cánh có thu cả nền mũi nữa đúng không? Nhưng mà không có nhìn thấy cái vết khâu hay vết cắt gì cả. Đấy cũng rất là trộm vía. Trước giờ khi mà em làm những cái dịch vụ khác thì em có hay bị sưng nề gì không? Có. Có. Thế còn lần này khi mà trải nghiệm dịch vụ nâng mũi tại thẩm mỹ dưỡng lông thì sao? Thì em thấy mới cắt chỉ xong cũng không có thấy bị thâm hay bị sẹo gì hết. Nói chung thì nó không hiểu không làm ấy. Tại vì mặc dù mới có 10 ngày nhưng mà chị cũng thấy không còn nhiều cái dấu hiệu của cái việc bị thâm tím gì. Về nhà thì có em có gặp vấn đề gì trong việc là chăm sóc và rửa vết thương, có gặp khó khăn gì không? Dạ không ạ. Không đúng không? Bình thường hết chị ạ. Đấy cũng rất là trộm vía, một phần là cái cơ địa của em cũng rất là lành đúng không ạ? Và cũng bác sĩ cũng rất là mát tay nữa. Và chắc hẳn là mọi người đang xem livestream thì cũng rất là tò mò không biết hình ảnh trước đó của Linh như thế nào. Bởi vì thực ra khi mà xem trên hình ảnh livestream của ngày hôm nay, tức là sau 10 ngày em đã sử dụng dịch vụ nâng mũi, thì các bạn thấy hình ảnh của em rất là xinh. Nhưng không biết là trước khi đến với thẩm mỹ dưỡng lông thì mũi của em có khuyết điểm như thế nào, thì cho phép chị chia sẻ một chút về hình ảnh của Linh trước phẫu thuật một chút nhé. Dạ vâng. Trên tay tôi chính là hình ảnh của bạn Linh cách đây 10 ngày trước khi thử dụng dịch vụ nâng mũi cấu trúc Baby Line và kết hợp với thu nền mũi các bạn nhé. Đấy, thực ra là bạn Linh này trộm vía là có một cái gương mặt rất là xinh rồi đúng không ạ? Tuy nhiên là cái khuyết điểm ở trên mũi của bạn đây là ở phần sống mũi này. Sống mũi của bạn thì hơi thấp một chút thôi. Nếu mà so với những bạn khách hàng đến với thẩm mỹ dưỡng lông thì bạn này thì không phải là quá bị tẹt hẳn xuống đâu, mà vẫn có một chút xíu sống mũi nhé. Mũi của em trước đấy đã từng làm gì chưa Linh ạ? Chưa ạ, em chưa có tiêm hay chưa làm gì đúng không? Đó. Đây, cái phần nền mũi của bạn này, nền mũi thì hơi rộng một chút này. Đó. Đây là phần nền mũi nhé. Và khi đến với thẩm mỹ dưỡng lông thì bạn cũng có được
các bạn tư vấn cũng như là bác sĩ cũng có trực tiếp tư vấn cho bạn. Thì bạn ấy có sử dụng combo cả dịch vụ là nâng mũi cấu trúc Babyline và kết hợp với thu nền mũi các bạn nhé. Chúng ta sẽ xem thêm ở cả góc đây. Đây, đây là cái phần trụ mũi của bạn này. Phần trụ mũi này thì khá là ngắn và yếu nhé. Đây, trụ mũi này thì đây là cái tình trạng chung của tất cả các bạn khách hàng rồi. Đó, và hình thái hai bên lỗ mũi thì nó không có cân xứng nhau nếu mà các bạn để ý kỹ này. Đó, cái phần vách ngăn của bạn thì có xu hướng là bị lệch sang bên trái một chút xíu nhé. Điều này thì chắc là không biết là trước đấy thì Linh có biết đến cái việc là vách ngăn mũi của mình có hơi lệch trái không? Không đúng không? Cho đến khi bác sĩ chụp ảnh và soi rõ vào thì em mới để ý. Tại vì thực ra nếu mà ví dụ như chị em mình ấy thì chủ yếu là sẽ soi gương là xem mũi mình có bị tẹt hay không, có bị hếch hay không thôi đúng không? Còn đây là hình ảnh góc nghiêng này. Hình ảnh góc nghiêng này đây. Đó, như tại sao tôi lại nói là phần sống mũi của bạn là không quá tẹt nhá. Đó, vẫn có một chút sống mũi này. Tuy nhiên là đầu mũi của bạn hình ảnh góc nghiêng này sẽ phản ánh rõ cái việc là đầu mũi của bạn hơi ngắn và hơi hếch nhẹ. Còn có thể là khi mà nhìn ở góc chính diện của em lại không để lộ điều này quá nhiều. Nhưng mà cái góc nghiêng này, đó, phần đầu mũi tít lên bên trên này nhá. Bạn này thì trộm vía là cái gương mặt cũng đã rất là khả ái rồi. Và các bạn hãy cùng chiêm ngưỡng cái thành quả sau 10 ngày sử dụng dịch vụ nâng mũi cấu trúc Babyline kết hợp với thu nền mũi nhé. À, Linh ơi, em còn nhớ là cái lúc mà làm xong á, làm xong mũi ngày hôm đấy thì khi mà em được ngồi dậy và soi gương ấy, thì cảm xúc của em lúc đấy như thế nào? Em cũng không biết tả sao nó kiểu nó khác lạ lắm. Dạ. Khác lạ lắm đúng không? Từ hôm đấy đến nay thì mọi người đã nhìn thấy chiếc mũi mới của em nhiều chưa? Dạ cũng chưa đâu, em chưa có khoe, chỉ có người nhà biết thôi. Dạ vâng. Nhưng mà em tháo nẹp cách đây khoảng bao lâu rồi nhỉ? Tháo cái nẹp mũi này ở trên mũi này được 3 ngày ạ. À 3 ngày đúng không? Tự tháo ở nhà đúng không? Không, em tới em tới đây để tháo đó. Lúc mới tháo xong thì có bị nề nhiều không? Có bị sưng nề? Cũng có. Có đúng không? Bởi vì là trước đấy là cái nẹp nó đã cố định lại ấy. Thì nên là khi mà vừa tháo nẹp xong thì chắc chắn là nhìn nó sẽ vẫn hơi thô, hơi nề một chút xíu. Nhưng mà từ sau khi tháo nẹp thì em hãy giúp chị là để ý nhá. Để ý là cái mũi của em nó sẽ ngót và vào form rất là nhanh. Dạ vâng. Thì nếu như các bạn thực sự thích cái dáng mũi giống như bạn Linh của chúng tôi thì các bạn hãy comment ở phía bên dưới nhé. Bởi vì thực sự là bạn Linh này thì trộm vía là đấy, nếu mà không nói chuyện thì các bạn cũng có thể nghĩ là mũi này chắc phải gần 1 tháng luôn, trộm vía thực sự luôn. Cái cơ địa của em cũng rất là lành. Hai bác thì thấy sao? Hai bác hôm nay thì lại hơi ngại lên hình nên là... Không, thực ra thì cô thì cái dáng cô ok, cô vẫn nói là chỉ sợ là nó không gom lại là to này thôi. À vâng. Thì bên này, cháu hiểu không? Chứ cô thì cái dáng mũi cô vẫn nói, đầu tiên cô vẫn nói dáng ok. Dạ vâng, đó. Chỗ vía là bạn Linh rất là xinh nhỉ? Chắc là mẹ bạn ấy cũng rất là xinh đúng không? Đó. Nếu như các bạn thực sự yêu thích cái dáng mũi cấu trúc Babyline tại thẩm mỹ Doãn Lâm thì các bạn hãy nhanh tay gọi điện cho chúng tôi theo số hotline 0877 877 555 nhé.